Cửa hàng Nhật Nông Cơ xin kính chào tất cả các quý khách hàng, địa chỉ của cửa hàng ngã tư Sông Rai, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Số điện thoại 0986 28901. Số điện thoại bên em có sử dụng Zalo và bên em có ship toàn quốc nha mọi người. Hôm nay bên em sẽ lên sóng giới thiệu đến toàn thể anh em một siêu phẩm đến từ nhãn hiệu của Echo, và mã số của nó là V3900 nha mọi người. Đó, đây là máy cưa xích hạng tầm trung nằm đứng. Mẫu này thì dành cho anh em sử dụng trong mảng gia đình vườn nhà, gọi là hạ gốc cây, thích hạng mạnh, hạng vừa ha. Và anh em mà mới đi cưa khai thác làm hành nhỏ mình sử dụng em này rất là vừa tay vừa tầm nhá mọi người. Đó, thì hiện tại em máy này dường như là Nhật quê xài, đẹp đến 90% nhá mọi người. Đó, thì tất cả các bộ phận như má hộp giật này, má ốp bên trên và má ốp lam em đã mở tất cả tháo rỡ ra. Đó, sau đấy sẽ quay chi tiết cho anh em xem tất cả các bộ phận và em sẽ ráp lại và khởi động cho anh em nghe tiếng máy nhé. Anh em nào cảm thấy kết máy cưa xích Echo này thì liên hệ qua đầu số điện thoại 0986 28901 đặt hàng nhé mọi người. Đó, anh em xem video thì nhớ cho em một like này, một đăng ký, bật chuông ủng hộ cửa hàng bên em ha. Cảm ơn anh em rất là nhiều nhé. Rồi, thì nếu anh em mà xem ví dụ đến cái đoạn nữa đang ráp hộp giật này hay là ráp những cái màng ốp lam này nó lâu quá thì mình có thể tua lẹ cái video một xíu để mình nghe tiếng máy ha mọi người ha. Rồi, thì giờ sẽ giới thiệu cho anh em này. Trước tiên thì em này đang tháo rỡ tất cả các bộ phận má ốp bên trên này. Đó, là V3900 nha. Các tem nhãn hiệu này nọ của nó còn nguyên này. Đó, và cái đời này thiết kế cho mình cái xả hơi này, nó bấm bên hông của cái má ốp này anh em thấy không? Đó. Rồi, cái má hộp giật nó đây, nó sẽ dập trực tiếp cái chữ Echo này, hàng nhãn hiệu của nó trên cái má hộp giật luôn, nó dập trực tiếp luôn nha mọi người. Đó, Echo ha, hàng chuẩn Nhật Bản luôn. Đó. Đây bên phía mắt má ốp lam đây nha mọi người. Đó, lam má ốp đây, hai ốp nha mọi người. Đời này có thắng xích này. Đó, có tay thắng xích luôn. Đó. Màn lọc của nó đây, màn lọc tròn nha mọi người. Đó, màn lọc tròn. Đấy. Rồi lam của nó là lam Latin, nó lam đầu trơn này. Đó. Lam này là đỡ bị xúc xích, đỡ bị cong lam. Lam tổng độ dài là 40, mà các cây là 35 cm. Đó, xích thì bên em đã ráp cho anh em xích mới luôn. Đấy. Rồi giờ sẽ quay cho anh em xem các bộ phận trong máy nhá. Đây anh em có thể thấy không? Tháo rỡ tất cả các bộ phận đây nha mọi người. Đó, rất là thô sơ. Đấy, sau đó thì sẽ ráp tiêu chuẩn đầy đủ hết lại và khởi động nổ thử cho anh em nghe ha. Rồi thì đầu tiên thì anh em có thể nhìn vào cái tem mạc của nó này. Đó, CFV3900 ha. Đấy, em này đến từ Nhật Bản này, Make in Japan này anh em có thể thấy không? Đó, mã số seri của nó là 027147 nha mọi người. Hàng chuẩn Nhật Bản nhé. Đó, kêu rít này. Đó, tem mạc seri nó là nó dán là nó có đầy đủ hết tất cả các nhãn hiệu của nó ha. Rồi, thì lốc mặt tiền đây nha mọi người. Đó, thì lốc này thì có thể là khi mà vận chuyển máy là từ máy này máy qua nó đập vào nó hơi bị chảy sơn một xíu này. Đó, nó chưa hơi bị mất nước sơn một xíu, còn lại là rất là đẹp. Đấy, anh em thấy không? Rất là sáng, nhông chén đây, nhẹ nhàng nha mọi người. Xích chân 25 ha. Rồi, thì bên phía mặt má vô lăng đánh lửa này anh em thấy không? Cái cánh quạt gió của nó này. Đó, từ các con ốc này còn nguyên nước sơn vàng nha mọi người. Đó, từ cái lá chắn này nọ này, anh em thấy không? Rất là đẹp, trắng tinh luôn. Đó, mới keo xà beng luôn. Kể cả bộ vít lửa này anh em thấy không? Từ các con ốc này, tại từ cái bộ vít lửa rất là mới. Và đời này nó thiết kế cho mình cái xả hơi này. Nếu anh em giật mà bình thường em không nói, nhưng mà nếu anh em muốn nhẹ nhàng hơn, leo cây hoặc là những chú nào có tuổi đấy, mình muốn nhẹ nhàng mình bấm vào cái nút màu đen này, nút xả này. Đó, là giật nó sẽ giảm giật đi so với bình thường rất là nhiều nha. Nó rất là nhẹ nhàng. Đấy, bấm vào cái giật nhẹ cái là nổ. Đấy, thì đây nó thiết kế cho mình cái xả hơi để cho anh em bấm nó giật nhẹ. Buji của nó đầu nằm đây, anh em thấy không? Mới kít kịt luôn nha mọi người. Đấy, Nhật quên xài nha, đẹp 90% nha mọi người. Rồi giờ sẽ ráp bộ phận hộp giật vào cho anh em xem nhá. Thì đây nó có một cái màng ốp gió này, đó, màu đen. Đây. Rồi, thì má hộp giật đây nha mọi người. Bộ giật của nó thiết kế cho mình bộ giật buli 4 chấu nha. Đó, 4 cái cạnh này. Đó, giật rất là nhẹ nhàng. Dây giật của nó này cũng còn khá là đẹp. Đây, nhìn thấy không? Rất là sáng nha mọi người. Đấy. Em này thì anh em sử dụng trong mảng gia đình vườn nhà. Đấy, rất là đẹp ha. Anh em thấy từ cái chấu của nó là chưa có mòn, chưa có chít gì luôn ha. Bây giờ sẽ ráp vào nhé. Mẫu Echo này thì nói chung là dành cho anh em mà sử dụng gia đình ấy, mà mình muốn một em máy lực nó vừa vừa một tí để mình hạ gốc cây này nọ trong gia đình vườn nhà, gọi như những anh em mà làm rẫy rồi nhờ nó có vài cái rẫy gốc cây nó to đấy, mình mua em này về mình sử dụng. Đó là nó hạ gốc này nó thả ga ha. Đời này thì của nó mã lực của nó là 37,7cc nhá mọi người. Đó, 37,7cc ha. Anh em sử dụng là vừa tầm vừa tay, hoặc là anh em mà mới đi vào người cưa mình khai thác hàng nhỏ ấy, mình sử dụng em này cũng rất là ok, vừa tầm đi hạ gốc cầm vừa tay này nó thả ga nha mọi người. Đó, hộp giật nó thì có 4 ốc lam nha mọi người.
À, bốn ốp phục giật ha. Bốn góc. Góc của nó nha mọi người. Đấy, rất là sáng nhá. Đây, giờ sẽ quay cho anh em xem này. Khi ráp đầy đủ tất cả các bộ phận hộp giật vào đây nha. Đó, gọn gàng hơn một xíu ha, đẹp xuất sắc luôn. Đấy, và má ốp bên trên nó đây. Đấy, nòng đây nha mọi người. Nòng rất là sáng và anh em thấy không? Đẹp xuất sắc luôn. Đấy, rồi màng lọc của nó đây. Màng lọc thiết kế cho anh em là một màng lọc bông giấy nha mọi người. Đó, anh em thấy màng lọc nó rất là kín đáo này, chống bụi tuyệt đối vào bình xe co và đầu nòng. Và bên trong nó thiết kế cho mình cái màng nhôm này, nó đỡ bị móp méo này nha. Đấy, đời ECHO này rất chung, màng lọc của nó thiết kế là tuyệt vời luôn nha mọi người, chống bụi tuyệt đối luôn ha. Đấy, nó ốp bên trên nó vặn vào này. Đó. Và chế của em này là chế gom rồ nhá. Đấy, nói chung cái má này nó che rồi nha, anh em không thể nhìn rõ, nhưng mà nhìn bên hông này anh em có thể biết được cái chất lượng nó đây này. Đó, máy là gọi là chưa có xúc bì xăng gì hết nha mọi người, về chỉ đổ nguyên liệu là xài thôi, máy nó quá đẹp đi ha. Nó từ các con vít này, từ các con ốc này anh em thấy không? Đấy. Đẹp nhức nách luôn. Trắng tinh nha mọi người, từ cái lò xo này anh em thấy không? Quá là tuyệt vời luôn. Đấy. Thì đây là cái xả hơi này, bấm vào giật nó nhẹ này. Giờ em sẽ khởi động cho anh em nghe trước nha. Thì hiện tại nha, cái máy này em chưa có đổ nhớt lam nha mọi người. Đó, chưa có đổ nhớt lam nhá. Bởi vì khi mà em đổ nổ nó rất là dơ dáy nên là em sẽ không có đổ. Khi mà anh em mua đặt hàng em sẽ đổ nhớt và em test nổ bắt đầu em gửi cho anh em ha. Đó, còn khi mà bây giờ mình đổ sẵn là nó chảy ra nó rất là dơ nên em sẽ không có đổ. Bây giờ sẽ khởi động. Rất là bốc nha mọi người, êm ấm, gan ti êm. Em cho to một xíu nữa. Đó. Rồi, màng má ốp của nó bên trên đây nha mọi người. Để em ráp vào nhé. Đây, màng ốp của nó bên trên này. Đó, nó sẽ ốp bên như thế này. Đó, rất là gọn gàng. Khi mà anh em vệ sinh thì chỉ cần mở cái màng ốp này ra thôi là mình có thể vệ sinh được tất cả bi hay là màng lọc này nha mọi người. Đó, ba con ốc ba cạnh các nhau. Nhìn thấy không? Đó. Chỉ ốp vậy là xong. Thì đây nó có cái xả hơi nó bấm vào nút đen đen này anh em thấy không? Đó, ở cái nút đen đen này nút xả hơi này. Đấy, còn lại là từ các tem nhãn hiệu này, mã số hiệu mà hay là tất cả các tem hướng dẫn sử dụng trên mặt má ốp bên trên là còn nguyên luôn nha mọi người. Rất là đẹp nha. Đó, xuất sắc luôn. Rồi giờ sẽ ráp lam xích vào nha mọi người. Lam này thì ráp lam Latin cho anh em nhá. Đó, lam Latin tổng độ dài là 42 cm mà các cây còn lại 35 thôi nha mọi người. Đó, đây thì em sẽ ốp vào đây. Đó, bên phía mặt máu ốp làm anh em nha, nhông chén rất là nhẹ nhàng. Đó, xích này thì đã ráp mới nhá, về anh em chỉ việc cắt thôi, không phải lo rũa. Đây là ốp à. Anh em nào muốn xem chi tiết hình ảnh mình nhắn tin qua Zalo nhá, em sẽ gửi chi tiết cho anh em xem ha. Và anh em xem video thì nhớ cho em một like nhá, một đăng ký, bật chuông ủng hộ cửa hàng bên em nhá mọi người. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Khi mà anh em mà bật chuông ấy, bấm đăng ký kênh rồi bật chuông ấy, là bên kênh YouTube ấy, nó sẽ hiển thị cho anh em, nó thông báo hiển thị đề xuất cho anh em những cái video mới nhất từ cửa hàng đăng lên. Đó, cho anh em tham khảo tất cả các cái dòng máy cưa xích Nhật Bản, Nhật bãi ha, bên cửa hàng bên em đăng cho anh em xem ha. Đó. Nói chung là bên em về rất là nhiều máy đẹp nha mọi người, hàng tuyển chọn lựa chọn cho anh em nhé, nên anh em cứ yên tâm tin tưởng cửa hàng ha. Đây. Mặt máu ốc lam thì ráp chỉ có hai ốc lam nha mọi người, vặn rất là cứng cáp nha, hai ốc lam vặn là sướng luôn. Đây, quay chi tiết cho anh em xem. Rồi, bên phía má hộp giật này nha, nó mặt đằng sau này, và đây là nắp bình chứa nguyên liệu xăng pha chung với nhớt nha. Nắp đằng trước này là nhớt thải bôi trơn lam xích nhá. Đó, chống nhầm lẫn anh em có thể nhìn vào ký hiệu ha. Đấy, mặt đằng sau đây, công tắc đây, e bên này. Đó, và bên phía má hộp giật đây anh em nhá, có xả hơi bên trên. Đó, lốc mặt tiền nha mọi người, chảy nhẹ một xíu xíu đấy. Đây, rất là mới luôn. Xe ri đây. Đó. Lam là lam 40, mặt các cây 35 cm. Đó, lam là lam Latin xích mới luôn. Đó. Ốp lam hai ốc vặn trực tiếp bằng khóa 13 nhá mọi người. Đó, tăng xích bên này nằm đằng trước này. Đây nó còn vít dẹp này. Đó là con tăng xích nhá.
Rồi, mặt lan này thì má ốp này nó có thắng xích này. Đó, nếu anh em mà leo cây hoặc là di chuyển từ cái cây khác mình đẩy cái này xuống là mình sẽ thắng được cái tay xích này, nó không có bị quay ha. Còn anh em đẩy lên là nó quay bình thường. Đấy, nó hai cái kiểu vậy ha. Rồi bên phía mặt má hộp giật đây, nhãn hiệu tem Echo vẫn còn nguyên. Đó, công tắc nằm ở sau. Đây. Công tắc đây, và e đây ha. Rồi giờ sẽ khởi động lại cho anh em nghe tiếng máy nhá. Đấy, một em máy tháo rỡ ra, ráp đầy đủ lại gọn gàng, rất là đẹp nha mọi người. Đấy, anh em nào cảm thấy kết với mấy cơ xích Echo V3900 này, liên hệ qua đầu số điện thoại 0988628901 đặt hàng nha mọi người. Nhạc thì rất đẹp không? Như anh em giật bình thường này, nặng này. Đó, hơi rất là nặng ha. Giật nhẹ là nổ nha mọi người. Nhưng mà nếu anh em muốn nhẹ nhàng hơn, mình bấm cái nút xả này, màu đen này. Đó, bấm vào nút xả này, nó lủng xuống một xíu đấy. Đó, bắt đầu anh em giật này. Đó, như mất hơi, nó xì 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 này anh em thấy không? Như mất hơi, nó nhẹ lên nổ nha. Đó. Cái nút xả này nó rất hợp cho những anh em mà leo cây, thợ cưa leo cây, hoặc là những chú nào sử dụng gia đình, nhưng mà mình nặng, mình bấm vào nút này, nó giảm giật đi rất là nhiều. Giật nó rất là nhẹ nhàng, dễ giật, nhẹ nổ ha. Rồi ok, em Echo V3900 nhá. Anh em nào kết liên hệ qua số điện thoại của em đặt hàng nha mọi người. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha.